À vâng, ở Sukaha xin chào bác nhá. Thì hôm nay bên em tiếp tục test nhanh hai ăn bơm ở năng lượng mặt trời 750W. Đều là hệ 48-60V nhá. Đây là một con bơm tát này và một con bơm ly tâm là bơm áp, con này ly tâm đa năng. Thì cái mẫu bơm tát này thì lưu lượng cực kỳ lớn rồi. Đó, thì giờ thời gian vừa qua ấy, thì bên em làm hai mẫu này gần như là cháy hàng. Làm không kịp ra cho các bác luôn. Nhiều bác chờ em có khi cả nửa tháng trời luôn. Đó, thì sự em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm bên em. Đó, thì đây là mẫu bơm bơm tát này, con này bơm lưu lượng hút xả ống 76 nhá. Đấy, ống 76. Và cái con bên này là bơm áp ly tâm đa năng. Hai con này cùng công suất là 750W nhá. Nhưng con này bơm bơm áp này thì nó thích hợp cho bác tưới béc đẩy xa, dẫn nước đi xa thì con này ok này. Còn con này bác nào mà tát nước, tát thoát nước nhá, cấp nước nhá thì dùng con này. Lưu lượng cực lớn luôn. Thì đây em cũng đã đấu nối sẵn con này với nguồn điện rồi. Nguồn điện thì em dùng cái nguồn điện giả lập kia. Đó, bác xem video của em thì chắc là quá quen thuộc với cái nguồn kia rồi. Em chuyên dùng để test máy. Còn thực ra thì em cũng có một cái dàn pin này là 4 tấm 370W. Đó, để trời nắng thì em test cho bác, nhưng mà em thì đợt này là đợt có không khí lạnh. Nên là trời không có nắng. Đó, trời không nắng nhá. Nên là test là đợt này em chuyên test bằng bộ nguồn giả lập kia kìa. Đó, chuyên test bộ nguồn giả lập kia thì em đang để là 68V. Đó, thì mẫu này nó chạy cái hệ điện áp của nó là từ 40 đến 80V. Nói chung là hệ rất là đa năng, thích hợp cho bác chạy hai tấm. Từ hai tấm pin nhá. 450 là chạy ok rồi, là chạy được rồi nhá. Rồi, đây giờ em sẽ bật máy để test luôn con đầu tiên, con bơm tát này. À đây, em chưa bật đây. Đây có một cái an nữa. Đây, con này hết nước chưa? Hết nước rồi. Con này là em đấu nối nhanh, thế nên là nó có độ dò nước. Đây, em mồi lại nước cho nó. Tất cả các mẫu bơm ly tâm này nhá, thì các bác phải đấu kín nước thì nó mới lên được. Đó, hở nước nó không lên đâu. Rồi ok, em bật máy này. Để mẫu tự động ấy, thì cấp điện máy sẽ tự chạy thôi. Nắng yếu thì nó chạy yếu, nắng khỏe nó chạy khỏe. Đó, em bắt. Đó, nó tít một cái rồi nó khởi động lên này. Đó, ba thấy không? Đó, độ trâu bò đó, cái gì này? Nước cực kỳ khỏe luôn. Cái mẫu này thì bàn về lưu lượng nước thì con này vô đối rồi. Vô đối trong cái tầm công suất của nó rồi. 750 nhá. Mà các bác nhìn này. Đó, máy chạy rất là êm. Rồi em tắt đi. Đó. Thì em vừa mới test nhanh cái con bơm tát này. Bơm tát 750W này. Tiếp theo em sẽ chuyển sang cái con bơm bơm áp. Đó, để test cho bác khách tiếp theo em. À vâng, bác này, đây, em vừa mới đấu nối sang cái con bơm ly tâm đa năng. Đó, hút xả 49 nhá. Em vừa mới đấu nối lại đường ống này. Đó, thì con này công suất con này là như nhau, đều là 750W, đều là hệ 48-60V và đều là chạy bo tự động nhá, nghĩa là còn nắng là sẽ chạy thôi. Rồi ok, còn nguồn thì em vẫn để 68V. Đó, hai nguồn như nhau. Rồi, em bật máy này. Đó, cũng mà tít một cái bắt đầu nó chạy nhá. Đó, bác thấy không? Máy cực kỳ khỏe luôn. Hiệu suất rất là cao. Đó, hút xả là hút xả 49 nhá. Rồi, ok các bác. Đó, thì vừa rồi em cũng test nhanh hai con bơm năng lượng mặt trời cho hai bác khách của em. Thì là trong cái đợt này thì bên em gần như là quá tải các đơn hàng các mẫu bơm năng lượng như này. Đó, thế nên là trong thời gian vừa qua ấy, có rất nhiều bác gọi cho em, nhưng mà tầm em đang làm ấy thì là em không nghe được máy luôn. Đó, xong rồi đến đến muộn thì em lại cũng ngại gọi cho các bác. Đó, thành ra là nhiều cuộc gọi em bị lỡ mất. Thế nên là bác nào có nhu cầu tìm hiểu hoặc là sử dụng ấy
thì các bác có thể nhắn tin qua Zalo hộ em đấy. Nhắn tin qua Zalo thì là nó sẽ lưu ở đấy, thì là em sau cái ca làm việc ấy, thì em tối về em check lại được các cái tin nhắn ấy, thì em sẽ phản hồi lại cho các bác đấy, tránh tình trạng là bị các bác có nhu cầu hỏi nhưng mà lại không liên lạc được với em, thì các bác có thể chủ động nhắn tin qua Zalo nhá. Đó, Zalo thì 100% các tin nhắn là em đều nhận được hết đấy, và em sẽ phản hồi lại cho các bác đấy. Còn nhiều khi các bác gọi điện ấy, gọi điện mà trong cái tầm mà em đang làm mà bác gọi không được ấy, thì là lúc ấy em đang làm đấy. Còn bình thường là em vẫn sẽ cố gắng sắp xếp để nghe được điện thoại của các bác trong thời gian này đấy. Nhưng mà như là trường hợp nào bác gọi cho em mà không được ấy, thì là lúc ý là em đang làm em để máy ở một chỗ không để được máy đó, thì em có chia sẻ qua cho các bác như thế. Vâng, thì em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm bên shop bên em. Vâng, thì shop K2 xin cảm ơn các bác nhé, thì chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Vâng, shop K2 xin chào các bác.